Dùng động vật để mô tả con người trong tiếng Trung. Từ thứ nhất, xiao nái cậu. Xiao nái cậu chỉ những chàng trai trẻ, ngoại hình dễ thương, tính cách tươi sáng và đặc biệt thích bám người yêu. Từ số 2, xiao lãng cậu. Xiao lãng cậu chỉ những chàng trai trẻ, ngoại hình đẹp trai, khôn ngầu, tính cách bá đạo và đem lại cảm giác an toàn. Từ số 3, yè mao zi. Yè mao zi chỉ những người thường xuyên thức khuya, hội cú đêm. Từ số 4, hồng chue. Hồng chue chỉ những người thích khoe khoang, thể hiện để nhận được sự chú ý. Từ số 5, phong khoáng ná. Phong khoáng ná chỉ những chàng trai xuất thân nghèo khó từ vùng sâu xa, sau đó thi đỗ đại học, tới thành phố học tập và ở lại thành phố để làm việc. Từ số 6, thiểu công chi. Thiểu công chi chỉ những người keo kiệt, mắt của chảy ra nước. Xiao miên hủ, miệng nam mô, bụng một bồ rau găm. 我是金妍，来自SOHO汉语中心。想要学习中文，请关注我。